Không thể phủ nhận vai trò của các bến khách ngang sông đã giúp cho người dân đi lại thuận tiện, rút ngắn được khoảng cách di chuyển. Tuy nhiên, hoạt động của các bến khách ngang sông hiện nay cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cần được quan tâm. Phà ngang sông Một Lưỡi thuộc bến Sâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang được Sở Giao thông Vận tải cấp phép chỉ cho hoạt động chở khách, chứ không cấp phép chở ô tô. Mặc dù vậy, các chủ phương tiện tại bến khách ngang sông này vẫn vô tư chở ô tô lên phà, thậm chí là cả những chiếc xe tải nặng. Theo quy định của Sở Giao thông Vận tải, bến đò này không đủ tiêu chuẩn để chở ô tô vì chưa đáp ứng đủ điều kiện về bến bãi. Vận chuyển ô tô sai quy định sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với chủ bến dừng ngay việc tiếp nhận chuyên chở ô tô bằng phà Một Lưỡi nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện qua sông.